Ủy ban nhân dân phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên tổ chức ra mắt mô hình Công an phường Tiền Châu thân thiện. Triển khai thực hiện mô hình cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, 100% cán bộ chiến sĩ công an phường ký cam kết thực hiện và làm theo phương châm 4 xin, xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, 4 luôn, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ, 5 không, không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm, không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, không xu nịnh, chạy trọt, gian dối, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ, trong đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, hình thành phong cách làm việc, giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp của cán bộ chiến sĩ công an phường Tiền Châu gắn với cuộc vận động xây dựng phong trào người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.